Nên cái chương trình Nhân Đức mà có thêm vài bài hát nữa hay lắm quý vị. Thay đổi không khí một chút, hiểu không? À, nên cái nhịp cầu bắt là cũng nhờ từ Hoa hậu Kim Tho nghe. À, chứ Nhân Đức không biết, mình không có quen mấy anh chị, mình không biết làm sao để mở. Nhưng mà nhờ Hoa hậu Kim Tho mời gũ mấy anh chị đến đây hát. À, nên Nhân Đức hứa cúng dường cho hai ngôi chùa, hai cặp đèn. Nên đặt của Kim Tho hai cặp đèn để cúng dường cho hai ngôi chùa quen ngày xưa. Hai ngôi chùa mà Nhân Đức ngày xưa đã từng ở. Nên nghĩ hai cặp đèn này đẹp quá. Nên quý vị ai khắp nơi nơi mình muốn cúng dường cho những ngôi chùa thì mỗi bài hát có số điện thoại của bên công ty Kim Tho, quý vị cứ đặt để cúng dường cho chùa ha. Ai về Đạo Phật. Nên Nhân Đức nói rằng là mình rất là mừng vui vì cái pháp môn Tịnh Độ này thù thắng quá. Bây giờ những anh chị ca sĩ đến đây hát, mà cái đặc biệt hôm qua là cái tông tuyệt vời nhất là gì? Các anh chị hát xong mà niệm Phật vài câu với quý Phật tử. Quá hay, quá hay luôn. Niệm dễ nhất là niệm gì nè? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, tuy là vài câu Phật hiệu đó thôi quý vị, mà phước rất là lớn. Tại vì đây là đạo tràng niệm Phật mà, ai cũng là người niệm Phật không. Hát xong rồi niệm Phật mấy câu, có cái anh đó hỏi thầy, thầy con đạo Thiên Chúa con niệm được không? Sao không được chẹn? Tốt quá, đúng không? Đâu có gì đâu quý vị. Nhân Đức bây giờ học Phật, Nhân Đức cũng niệm Đức Chúa được ý. Nhân Đức từng đi đến nhà thờ quý vị, Nhân Đức gặp Đức Chúa, Nhân Đức chắp tay, Nhân Đức cúi đầu. Mình cung kính Phật thì mình cũng cung kính Chúa chứ. Các ngài toàn là những vị mà gọi là sứ giả mà để truyền đạo pháp không à. Mình phải cung kính các ngài nghe. Mình là học đạo, mình phải học đạo này, kính đạo kia, học đạo kia, kính đạo nọ. Kính đạo mình thì kính đạo người. Giống như tôn trọng vợ mình phải tôn trọng vợ người ta. Hiểu chưa? Tôn trọng chồng mình phải tôn trọng chồng người ta. Tôn trọng cha mẹ mình thì tôn trọng cha mẹ người ta. Tôn trọng anh em mình thì tôn trọng anh em người ta. Cái tâm phải vậy đó. Thấy không? Đúng, nghe quý vị. Nó. Nên là mình phải hiểu đó. Bây giờ thôi mời Hoa hậu Kim Tho lên hát nha. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, trước hết cho con xin phép gửi lời chào đến thầy Nhuận Đức. Dạ, quý sư cô, quý sư thầy và tất cả quý vị Phật tử ạ. Dạ, hồi nãy con thấy cúp điện á, thì chắc có lẽ là cái giờ giải lao, thì giống như cúp một cái giống như khởi động lại để cho điện của mình nó mạnh hơn, để cho mình có sự chuẩn bị nó chỉnh chu hơn à. Dạ. Dạ thì hôm nay con xin kính thưa thầy, dạ kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Hôm trước á, thì Kim Tho có nghe nói là hôm nay ngày 2 tháng 9 là sinh nhật của thầy. Dạ thì nghe như vậy thì về nhà Kim Tho với ông xã thì mấy bàn với nhau nói sinh nhật thầy, giờ mình tặng cho thầy một cái món quà, mình dâng lên cho thầy một cái món quà gì đó thật ý nghĩa. Nếu mà mình tặng hoa tươi thì hoa cũng rất là đẹp, nhưng mà nghe thầy giảng thì mình mới hiểu ra hoa thì đẹp nhưng mà về thì hoa cũng tàn, rồi mình bỏ nó cũng phí. Cho nên là thôi thì mình tặng cái món quà gì mà thật là có ý nghĩa, mà mình có thể lưu lại được cái kỷ niệm cái ngày 2 tháng 9 năm 2023 sinh nhật thầy. Và mỗi khi mà mình nhìn cái món quà đó, mỗi khi mình nhìn cái món quà đó thì mình sẽ nhớ đến thầy của mình, đúng không quý vị? Tại vì Kim Tho với ông xã nói là thầy là một người giảng pháp cho chúng con và
tất cả chúng sanh nghe và khuyên dạy cho tất cả chúng ta về cái đạo tu hành và dẫn dắt chúng ta sang bờ giác ngộ. Thì mình phải giống như Kim Tho nghĩ là mình luôn tri ân và nhớ cái công đức lớn lao của Thầy đã dạy chúng ta như vậy. Cho nên là một cái ý tưởng cũng gần đây thôi, và làm trong một thời gian rất là ngắn, thì mới dâng lên Thầy cái một cái món quà, đó là một cái bức tượng về Thầy. Tại thường ngày thì tức là khi khi mà điêu khắc đó quý vị, quý vị thấy giống không ạ? À? Có thấy hàm răng không quý vị, thấy không? Dạ, dạ. Khi mà điêu khắc cái hình của Thầy là trong một khoảng một tuần thôi, mà coi như là điêu khắc làm ngày làm đêm luôn, trong thời gian ngắn. Mà khi mà làm là bên Kim Tho không, tại vì muốn giữ bí mật cho nên không có dám xin cái tấm hình thật của Thầy để cho cái người bên điêu khắc người ta nhìn. Cho nên mấy sợ cái tấm hình, những cái tấm hình trên mạng của Thầy á, thì cũng lựa một cái tấm hình ưng nhất. Thì thấy để ý thấy Thầy giảng pháp, cái Thầy cầm cái micro, tay cái Thầy chỉ lên vậy nè. Cái khi mà người ta gửi qua demo cho Kim Tho với ông xã xem, nó nói không được, phải hô hô chút mới giống Thầy. Phải hô hô chút, tại vì Thầy nói là Thầy gì gì là không phải Thầy, mà Thầy phải kênh kênh thì mới giống Thầy, đúng không quý vị? Nhưng mà đó là nhưng mà cái kênh kênh đó là cái riêng và cái đặc biệt của Thầy, mà chúng ta nhớ đến Thầy. Giống như Kim Tho, Kim Tho là một ca sĩ, nhưng mà Kim Tho không phải giọng Kim Tho gọi là hay xuất sắc đâu. Có nhiều ca sĩ giọng rất là ngọt và rất là hay hơn Kim Tho, nhưng mà Kim Tho có cái riêng của Kim Tho. Khi mà cất cái giọng lên, người ta biết đó là ca sĩ Kim Tho. Cũng giống như Thầy mình, hô hô kênh kênh, đúng không quý vị? Để khi mà mình nhìn cái bức tượng này thì mình sẽ nhớ mãi và lưu dấu mãi cái ngày hôm nay và sinh nhật của Thầy. Hình ảnh của Thầy là một người mang giảng pháp cho chúng ta đến bờ giác ngộ, một cái việc rất là có ý nghĩa, đúng không quý vị? Bởi vì người ta nói là gì, người về người có nhớ ta không, mà ta về ta nhớ cái hàm răng Thầy cười. Cho nên là Kim Tho nói tất cả quý vị ha, ai mà có muốn có Thầy Nhuận Đức ở trong nhà của mình và trên xe hơi của mình, hay bất cứ chỗ nào mà mình thích, mà mình muốn có Thầy ở bên cạnh mình, giống như là khi mà mình nhìn Thầy như vậy á, thì giống như là một cái việc mà Thầy là cái người luôn nhắc nhở mình là để tu tập theo con đường giác ngộ, thì quý vị hãy liên hệ với Kim Tho nha. Và một việc nữa là cũng ngày hôm nay thì chị Phương Hà ở bên Mỹ, chị cũng nghe được là hôm nay cũng là sinh nhật của Thầy, thì chị cũng có đặt bên công ty Kim Tho một cái cặp đèn để cúng dường cho chùa Đại Tùng Lâm. Thì Kim Tho cũng gửi lời thay mặt Đại Tùng Lâm chùa cảm ơn chị Phương Hà có một cái tấm lòng cúng dường rất là nhiều ạ. Thì tại vì làm trong một cái thời gian ngắn đó quý vị, cho nên là cũng giống Thầy cũng khoảng 80%. Thì có gì con xin Thầy và tất cả quý vị hoan hỷ nha. Thôi kệ đi, hô hô giống Thầy là được rồi, đúng không quý vị? Thầy nói được rồi, hô hô là được rồi. Dạ thôi, trước khi đến với một cái ca khúc, mà cái ca khúc này là cũng của một tác giả, cũng là một người anh trong nghề của Kim Tho, anh là nhạc sĩ. Thì Kim Tho cũng nói là ngày 2 tháng 9 là sinh nhật của Thầy, thì anh cũng phát tâm cúng dường, anh sáng tác một cái ca khúc sinh nhật của Thầy tặng riêng cho Kim Tho, để mà Kim Tho hát tặng riêng cho Thầy luôn. Là ca khúc này độc quyền nha, mà anh nói là lần đầu tiên anh viết ca khúc sinh nhật mà anh viết bolero, nhẹ nhàng xíu, không có giật gân giật gân.
Rồi trước khi Kim Thoa hát ca khúc này thì quý vị sẽ cùng với Kim Thoa nha, mình niệm Phật để 10 câu Phật hiệu để chúc sinh nhật thầy nha quý vị nha. 2, 3. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Dạ, và Kim Thoa có hai bài mà cũng của một tác giả nữa, tác giả mà tặng cái ca khúc đầu tiên là cái bài ca nhạc, đó là nhạc sĩ Tô Hiếu, và cái bài hát thứ hai đó là hai câu giọng cổ. Hôm nay Kim Thoa mạo hiểm hát giọng cổ nha quý vị. Dạ, sợ đoản chứ không phải sợ trường. Thì cái bài giọng cổ này của tác giả Thanh Hiếu, nhưng mà Kim Thoa sẽ hát bài nhạc trước nha quý vị. Dạ. Rồi bây giờ Kim Thoa xin gửi đến con xin gửi đến thầy và tất cả quý vị một nhạc phẩm chúc mừng sinh nhật thầy, tác giả Tô Hiếu. Thầy mừng thầy vui tuổi mới, thêm tuổi đạo tu hành phúc lành mãi vô biên. Nguyện cầu ơn trên trong thế giới từ bi, mong thầy nhiều sức khỏe lạc quan đến suốt đời. Dạ,
Kim Thơ cảm ơn. Con cảm ơn cô, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hồi nãy Phú Quý cũng có nhắn tin về. Phú Quý nói là tại vì hôm nay thì Phú Quý hát trên chùa chỗ chị Phi Nhung. Tại chị Phi Nhung lúc trước cũng là người sư phụ dìu dắt Phú Quý. Nhưng cho nên là Phú Quý nói, chị Hai nói cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật thầy. Và gửi lời hỏi thăm đến tất cả quý vị Phật tử. Phú Quý yêu thương tất cả quý vị rất nhiều. Dạ, thôi bây giờ Kim Thơ hát giọng cổ nha. Sợ đoản nha, dung dung quá à. Trước khi hát cho con uống miếng nước nha. Quyền đoạt lợi giả dối điêu hoa của kiếp con đồ từ bi vì Phật sống trên đời chuông mỏ công phu đêm ngày tu học mong thành Phật đạo cứu rồi nhân sinh. Thầy dạy cho chúng con xác làm lành niệm Phật Nam Mô thuốc trầm luân bề khổ. Công đức này vô biên vô lượng thuốc sáng lòng lành giữa đêm tối mê mờ. Xót thương người già năm tháng dài chuồng thang, bao em thơ không nhà người đau kẻ ôm lang thang, về chốn đây cửa hiền đời sống vui mừng bao nghĩa tình yêu thương công sức thầy hiểu toan. Thầy những đức ơi người là bậc cao nhân trí tuệ đường tu hành đã giác ngộ siêu thâm. Một đời lại Phật tụng kinh để cứu rỗi trần gian nhiều đau khổ. Bác ái nhân từ bão la cao cả, có khác nào như trời đất mênh mông. Một mái về chốn tiên bồng, hỏi ai không nhớ đức cộng cao
kim màu triền dài, dẫn dắt con người dùng nẻo phải đường ngay. Đóa hoa tươi dâng lên thầy với lời tri ân, với bao ân tình mà thầy cho đi, cầu mong sao người người ăn vui, nhà nhà no ấm, bao khổ đau lùi phiền trần gian sẽ trôi xuôi về nơi cuối trời. Niềm Nam Mô gắng lo tu hành, niềm Nam Mô gắng lo tu hành. Con kính chúc thầy vạn sự cát tường, con chúc thầy tu mau đắc đạo để dẫn dắt chúng con và chúng sanh mau sang bờ giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay thật sự Kim Tho rất là vui, vui mà mình mừng, mình vui mà mình cười, mà mình cười mà mình muốn rơi nước mắt đó quý vị. Vui gì giống như là tại vì hai cái bài này cũng là hai bài mới mà Kim Tho học, mà hôm nay trời Phật thương Kim Tho hát đúng hết luôn, mà vừa đúng, mà vừa nhập tâm, mà vừa tình cảm. Có lẽ là Phật trời thương hồi nãy cúp điện á, là coi như để có điện mạnh hơn và để mình có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Dạ Kim Tho vui lắm. Dạ bây giờ ôi trước khi vô trong thì Kim Tho cùng với tất cả quý vị niệm Phật nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho Kim Tho thêm tràng pháo tay thiệt lớn nha. Quý vị nghe Nhân Đức chia sẻ một đoạn ngắn. Nhân Đức gặp được Phật Pháp nhờ cái ơn thầy trên chùa Quan Âm, Đại Đức Thích Giác Nhàn, vô chùa gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Và thời gian Nhân Đức nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không được 5 năm. Nhờ ảnh hưởng những bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không mà những đức niệm Phật, cũng nhờ ảnh hưởng những bài pháp của thầy Đại Đức Thích Giác Nhàn nên những đức cũng chuyên niệm Phật, và lên chùa thầy là nuôi người già nên những đức học theo nuôi người già. Mình được như ngày hôm nay là nhờ ơn các thầy. Cái đặc biệt là nhân duyên Phật Pháp rồi tu Tịnh Độ. Và bây giờ chúng ta muốn qua sông thì phải có thuyền, và Thượng lại cho những đức chiếc thuyền. Trên đoạn đường đi chúng ta đã đi rồi, bây giờ phải qua sông qua biển, nhưng Hòa Thượng lại cho những đức chiếc thuyền lớn quá, là chùa chiền Hòa Thượng xây cơ ngơi sẵn. Những đức có thể rủ quý vị đến đây tu, nhưng mà nhờ là có chùa của Hòa Thượng. Rồi trong thời gian ở đây Hòa Thượng có khi dạy những đức, rèn những đức, vì mình còn trẻ, khi cũng háo thắng, ta đây kiêu ngạo, nhờ Hòa Thượng rèn luyện gầy la sắp xếp dạy, nên mới được ngồi tới ngày hôm nay để hướng dẫn Phật Pháp cho quý vị. Nên chỗ thành công của chúng ta hiện tại đang được đây nhờ nhiều quá. Thêm nữa là các anh em bên cạnh rất là đông, lại là những con người rất là quý những đức và nhiệt tình chung tay. Rồi nhiều cô trẻ thì lo việc chùa chiền, giờ này đang nấu ăn với nhà bếp, mặt mày tèm nem chút nhút làm việc. Còn các thầy các chú bây giờ đang giữ xe, coi xe, đi vòng vòng làm bảo vệ, coi giữ an ninh. Rồi các sư huynh trước thì xây chùa chiền cùng với Hòa Thượng, những đức đến sau này thôi.
Nên tất cả sự thành công của mình được quá nhiều đôi tay để quy về mình để được thành công được gì. Rồi những đức niệm Phật, chỉ niệm Phật làm người đơn giản thôi. Mong làm sao cả đời làm người đơn giản niệm Phật, mong các cụ già được bình yên quý vị. Nên bao nhiêu lời ca tiếng hát chúng ta sẽ dùng văn tự đó để tán thán một người, nhưng mà sự tán thán đó chúng ta nên gỡ lại cho tất cả những người đã hỗ trợ chúng ta thành công. Nhớ. Nhưng đức chỉ mong một điều lớn nhất trong cuộc đời của mình, đó là cả đời này những đức có thể nuôi được các cụ già, và mong cho các cụ được bình yên. Và hai bài giảng pháp, một câu ai vật niệm đến cùng, và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nó sẽ đi mãi cùng với quý vị. Nhiều thôi. Tất cả những cái danh cái lợi gì trong cuộc đời nó phù du lắm quý vị, nhưng chúng ta đến với nhau thì mình mừng khi một người nào hướng dẫn mình tu. Như những đức nếu mà biết văn tự hay như Hoa Hậu Kim Tho thì những đức cũng mong mình viết một bài văn gì để mà tán thán những vị thầy, nhưng mà mình thì viết không được. Nên mình chia sẻ Phật pháp để cảm ơn quý thầy, vì quý thầy có cái công muốn đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu, thì bây giờ những đức có nhân duyên làm được, những đức cố gắng sẽ làm hết lòng, đó là cái tâm để báo ơn cho các vị thầy. Nên mong quý Phật tử về đây cũng để ý được chúng trong chùa mình cực lắm, khi lễ lộng gì họ rất cực. Những đức xong rồi những đức về nghỉ, còn họ phải lo rất nhiều việc. Buổi tối xong những đức về nghỉ, còn họ phải đi sắp xếp. Tất cả các ban bệ những đức chỉ có sắp xếp thôi, bố trí ra, anh em làm xong rồi đi xếp mền, xếp gói, xếp niệm, làm đủ chuyện. Đó là những vị Bồ Tát âm thầm phía sau để giúp mình thành công. Nên những đức cũng sẽ cố gắng. Có khi người ta âm thầm đây là Bồ Tát, mình ngồi trước mặt này coi chừng là cá thác lát. Thôi cũng rất là cảm ơn. Từ xưa tới giờ tính ra năm nay 42 tuổi, mới có một lần mà nghe hai chữ sinh nhật mà được Hoa Hậu hát rồi làm bức tượng đồ, làm hoành tráng quá ha. Cái này là cái gửi đến quý vị. Nhờ những đức niệm Phật mà những đức được gì? Ngày xưa những đức chưa đi tu, những đức ăn nhậu bê tha hư hỏng. Những đức từng nói rằng nhậu xong té ói tại chỗ, xong quậy 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 nghe cái đống ói, chó lỡ gặp những đức, những đức ư chó chạy. Vậy mà người này hôm nay học Phật pháp lại được nhiều người quý trọng. Những đức muốn đưa lên điều này để cho quý vị hãy tiếp nhận Phật pháp đi, hãy niệm Phật đi. Và chính tôi niệm Phật đã thay đổi cuộc đời. Quý vị dù có lỡ sai quấy gì, có hư hỏng gì, hãy học Phật đi. Đây là điều đặc biệt nhất nha quý vị. Rồi rất cảm ơn gia đình của Hoa Hậu Kim Tho và tất cả quý Phật tử dành cái tấm chân tình này cho những đức. Những đức sẽ cố gắng tu học cả đời để trả ơn quý vị hay với Đạo Phật.